Như vậy chúng ta sẽ, các bạn chú ý đi, mình nãy mình hỏi thì giờ thầy chỉ các bạn chú ý tí xíu. Như vậy trong cái phần trang chủ này mình sẽ tạo ra một cái frame mới. Thì trong cái frame này các bạn có thể là insert những cái hình mà có sẵn ha, cái image, hoặc là chúng ta sẽ tự tạo một cái frame, tự tạo một cái frame ở đây. Ví dụ thầy tạo đơn giản, ở trong này mình có một cái frame và mình sẽ design cho nó về fill, mình cho màu vô để cho dễ nhận diện. Rồi fill ha, mình có thể thêm được cái gì ở đây, stock ra face. Rồi bây giờ mình sẽ thêm vô đây, cái này là cái nào, frame chính. Frame chính mình có thể đổi ở đây thành pattern. Rồi chỗ này chúng ta sẽ thêm vô đây một cái test pattern 1. Pattern 1 của chúng ta. Các bạn chọn kênh giữa. Rồi, lúc thầy giảng nó không lo, nó chú ý, giờ hỏi thầy làm gì đó thầy. Như vậy các bạn đã có được một cái pattern ở đây, để tí nữa mình sẽ làm chuyển màu. Và chú ý là để mà cái pattern này mà nó hiển thị cùng với lại cái frame của chúng ta, là cái trang chủ khi mà nó chạy á, thì cái chỗ cái pattern này các bạn phải đặt bên trong trang chủ nha. Bên trong trang chủ. Bây giờ mình sẽ click chuột, mình nhân đôi cái button này lên, nhân đôi lên, và tất nhiên nó sẽ tạo cho chúng ta một cái button mới, hai cái. Một cái là chúng ta để bên trong trang, một cái là chúng ta phải để nó ở bên ngoài trang thì nó mới liên kết được. Ở chỗ này chúng ta sẽ kéo cái button thứ hai, chúng ta kéo cái button thứ hai này ra khỏi trang chủ, chúng ta kéo ra phía bên trên. Rồi như vậy thì trang chủ của mình ở đây, trang chủ đây nó sẽ có cái button trên và cái này là button dưới nè, button dưới. Nhưng mà button dưới này mình sẽ đổi màu nó đi, đổi màu. Ví dụ mình cho qua màu xanh. Rồi. Rồi đây là cách để mà mình chuyển màu đơn giản nhất. Ở trong cái trang chủ này, đối với lại pattern này, mình sẽ xử lý cái prototype của nó. Mình thêm cái prototype cho nó là khi hover thì di chuyển đến đâu, chúng ta sẽ chọn open overlay đến button này, là button 2 nè, cái button bên ngoài á, và vị trí chúng ta chọn là manual và chúng ta chọn là instant, tức là từ ngay bên trong cái nút mà chúng ta hover. Như vậy là xong, chúng ta chạy lên, chúng ta chạy trang chủ lên. Như vậy chúng ta có nút màu xanh đậm à, chạy trang chủ thì có nút màu xanh đậm. Khi bạn đưa con trỏ chuột vào, tự động nó chuyển thành màu màu xanh lá đó, được chưa? Như vậy đây là cách mà chúng ta thể hiện một cái button và đổi màu một cách dễ dàng.
Còn nếu như khi mà các bạn muốn cái nút này click chuột thì nhảy qua trang khác, thì chúng ta sẽ xử lý ở đâu? Như vậy khi mà chúng ta hover vô thì nó mở cái nút dưới nè. Vậy thì ngay cái nút dưới này chúng ta phải thêm sự kiện cho cái nút dưới này là mở trang khác. Ví dụ chúng ta mở qua trang này. Đó, mở qua trang này. Rồi chúng ta sẽ chạy thử trang chủ coi nào. Rồi được trỏ vô button màu xanh lá, click chuột nhảy qua đây. Đấy, như vậy các bạn thấy là đối với lại cái sự kiện của mình đã xử lý cho cái nút đổi màu. Ha, đây là cách mà chúng ta sẽ đổi màu một cái đối tượng đơn giản nhất.